Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp cuốn sách Là một người bao dung trong bộ sách Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan Câu chuyện thứ 5 Bốn viên kẹo của Đào Hành Chi Từ hơn nửa thế kỷ trước Đào Hành Chi đã đưa tư tưởng thấm nhuần Sự khoan dung và dân chủ vào thực tiễn giáo dục của mình Để chúng phát huy vai trò tuyệt vời của mình Khi còn làm hiệu trưởng Có một hôm Đào Hành Chi nhìn thấy một học sinh Lam dùng một viên gạch để đánh bạn học nên ông đã lập tức can ngăn và gọi học sinh này đến văn phòng của hiệu trưởng khi đào hành chi về đến văn phòng thì cậu học sinh đã đợi ở đó rồi ông lấy ra một viên kẹo đưa cho cậu học sinh này rồi nói đây là phần thưởng cho em bởi vì em đã đến văn phòng trước thầy tiếp đó ông lại lấy một viên kẹo nữa và nói đây cũng là cho em bởi vì thầy không cho em đánh bạn vì em liền dừng tay. Điều này cho thấy rằng em tôn trọng thầy. Cậu học sinh bán tín bán nghi nhận lấy viên kẹo thứ hai sau đó Đào Hành Chi lại nói Theo thầy được biết em đánh bạn là vì cậu học sinh đó bắt lạt bạn nữ Điều này cho thấy rằng em rất chính nghĩa. Thầy thưởng cho em một viên kẹo nữa. Lúc này cậu học sinh cảm động, bật khóc và nói thưa thầy hiệu trưởng, em sai rồi, cho dù bạn đó làm không đúng thì em cũng không lên dùng cách này ạ. À. Thấy vậy, Đào Hành Chi liền lấy thêm một viên kẹo nữa rồi nói, em đã nhận ra lỗi lầm lên, thầy thưởng thêm cho em một viên kẹo nữa. Thầy đã tặng hết kẹo rồi thì cuộc nói chuyện của chúng ta cũng kết thúc thôi. Các bạn à, qua câu chuyện trên các bạn học được bài học gì? Câu chuyện về bốn viên kẹo của Đào Hành Chi đã cho thấy sức cuốn hút của lòng khoan dung, tràn đầy trí tuệ của nhà giáo dục. Khoan dung là điều tốt đẹp trong việc giáo dục. Giáo dục thì cần phải khoan dung, đúng không các bạn? Mời các bạn nhấn vào nút đăng ký và nút hình chiếc chuông để nhận thông báo khi có video mới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.